Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Kinh Anh dù là bán phần, và tôi thường nhắc anh em rằng chúng ta hãy hết lòng trong sự cầu nguyện của Chúa. Amen. Dù là bán phần, Đức Chúa Trời của chúng ta là Đức Chúa Trời của từng giây, từng phút. Nếu phút giây nào đó mà chúng ta hết lòng với Chúa, thì đó là một phút giây làm nên những điều khác biệt trên cuộc đời của tôi và anh em. Cho tôi khích lệ anh em rằng một lần nữa hãy để lòng, rắp lòng tìm kiếm Chúa. Và những ngày qua thì chúng ta đã được học lời của Chúa trong Galati đoạn 5 từ câu 13 cho đến câu 26 với một cái chủ đề chung, đó là bạn đã được Thánh Linh dẫn dắt chưa? Hay hay là bạn đã bước theo Thánh Linh chưa? Và chúng ta đã học Chủ nhật vừa rồi, chúng ta học bài số 1, đó là bạn đã được tự do chưa? Hôm qua chúng ta học bài số 2, sau khi được tự do thì một mạng lệnh mà sứ đồ Phaolô là người đã kinh nghiệm được điều này. Ông ta nói rằng hãy bước đi theo Thánh Linh, chớ hễ làm trọn những điều của xác thịt. Anh em hãy nhớ giúp tôi điều này. Dù cái bài số 2 có cái tựa đề đó là quyền lực của xác thịt, nhưng hãy nhớ để tiếp theo biết về quyền lực của xác thịt thì sau khi được tự do, Phaolô bảo rằng hãy bước đi theo Đức Thánh Linh. Nếu một người được tự do mà không chịu bước đi theo Thánh Linh đó, thì chúng ta sẽ trở lại với cái lối sống cũ, phải không ạ? Chúng ta sẽ trở lại như nguyên bản ban đầu, uổng lắm, rất là uổng, uổng lắm anh em. Và sứ đồ Phaolô là một người, một tôi tớ đáng kính, và trước khi ông trở thành một tôi tớ đầy ơn đáng kính cho cả thế giới Cơ Đốc và cả thế giới con người sau Chúa Giêsu, thì ông là một con người có một cái quá khứ mà tôi và anh em cũng có chút gì đó giống ông, phải không ạ? Có phải không ạ? Và tôi thường nói về sứ đồ Phaolô rằng là trước khi ông chưa tin Chúa, ông là một người có máu lạnh. Ông bắt bớ những người tin Chúa Giêsu, ông bỏ tù, phải không ạ? Ông không có một đời sống tốt, dù rằng ông là người Do Thái, ông là người Pharisee. Nhưng chúng ta thấy rằng ông không được tự do, ông bị luật pháp của Môi-se, ông sống kỉnh kiền, nhưng ông không được tự do bên trong con người của ông. Amen. Và chúng ta thấy rằng sau khi ông được tự do đó, trên đường đến Đa-mách, ông tin, ông gặp gỡ Chúa Giê-xu. Chúng ta hãy để ý có một đoạn chính về cuộc đời của ông. Ông gặp Chúa Giê-xu một phát, sau đó ông bước vào thành Đa-mách, ông kiêng ăn kiêng uống 3 ngày, phải không ạ? Và anh hãy để ý rằng bắt đầu từ thời khắc đó có cái gì đó thay đổi bên trong ông. Ông kinh nghiệm hai chữ tự do. Thứ nhất đó là ông không còn bắt bớ về những người theo Chúa Giêsu nữa, cho tôi nghe chữ amen. Ông không còn lệnh bắt bỏ tù những người phụ nữ, trẻ em hay đàn ông, những người mà Giuđa, những người Do Thái tin nhận Chúa Giêsu hay là người ngoại giáo tin Chúa Giêsu, ông bắt bỏ tù nữa. Đến nỗi mà những người Do Thái ngạc nhiên vì có bắt không? Ông sau 3 ngày kia ăn kia uống, ông bắt đầu giảng Giêsu là Đấng Christ, mà trước đó 3 ngày ông bắt bớ ngài, anh em. Lấy lạ lùng không? Ông được một sự tự do bên trong, nhưng mà chúng ta nhìn thấy ông đã để lại một bài học rất là tuyệt vời trong Galati. Sau khi ông được tự do, chính ông đã bước đi theo Đức Thánh Linh. Chúng ta biết rằng ông không phải chỉ có 3 ngày kia ăn kia uống đâu, ông đã có một thời gian rất dài. Ông đã đến một đồng vắng có tên là Arabi. Một ngày kia thì tình cờ thôi, và tôi tin đó là sự dẫn dắt Đức Linh. Ngài cho tôi xem cái kênh Discovery. Và khi tôi xem Discovery thì bỗng nhiên ngày hôm đó người ta lại chiếu cái đồng vắng Arabi mà trong Galati đoạn 1 sứ đồ Phaolô có nhắc đến. Bạn ta biết gì? Ông đã có những năm rất là dài ông đến đó. Và đồng vắng Arabi, chúng ta biết gì không? Ở đó kinh khiếp lắm, không có cây nhiều đâu, vì là
vì là hoang mạc mà, vì là sa mạc mà, thì có đá sỏi to, những tảng đá lớn, và ông chui vào một cái hang đá, ông ở ẩn danh với Chúa tại đó. Ông ở đó hơn 3 năm đó nè, một mình ông tìm kiếm Chúa. Và sau thời gian đó, ông bắt đầu đi đến Jerusalem và gặp một môn đồ có tên là sứ đồ tên là Ba-na-ba. Và sứ đồ này lại dẫn ông đến gặp Phi-e-rơ, phải không ạ? Gặp những sứ đồ lừng danh nổi tiếng, và họ bắt đầu gắn bó với nhau, họ bắt đầu thông công với nhau, họ bắt đầu bắt tay với nhau rao truyền phúc âm. Amen, amen. Phi-e-rơ được giảng, được kêu gọi giảng cho dân Do Thái. Phao-lô được kêu gọi giảng cho dân ngoại, phải không ạ? Và hai người này có hai sự kêu gọi khác nhau, nhưng cùng một Chúa Giê-xu. Amen. Và hai con người này đều kinh nghiệm sự tự do. Phi-e-rơ đã, những lúc chúng ta thấy ông có chức vụ, nhưng ông không được tự do. Vì có ông không được tự do cho nên ông đã chối Chúa 3 lần, phải không ạ? Amen. Đời sống của tôi và em cũng vậy. Khi ta chưa được tự do ở bên trong đó, chúng ta dễ dàng chối Chúa lần này đến lần khác, phải không ạ? Qua những lần thất bại khác nhau. Và sau khi Chúa Giê-xu đeo đuổi để bắt lấy một con người chỉ là biết cá rành về cá thôi, và Ngài có lời hứa cho con người đó là ta sẽ khiến ngươi trở nên bay đến lưới người. Amen. Và Chúa đeo đuổi ông, và Chúa bắt ông, bắt phục ông một lần nữa trên bờ biển Tiberia trong chánh đoạn 21. Và bắt đầu từ đó đó nên sứ đồ Phi-e-rơ bước vào 10 ngày của sự kiện cầu nguyện. Anh em thấy ông được tự do không? Ông bắt đầu đó anh em. Trong khi ông ở với Chúa Giê-xu, xác đất thầy của mình, chưa một lần Phi-e-rơ kiên ăn cầu nguyện. Nhưng mà khi ông được bắt phục, ông cùng với 119 người, cùng với ông là 120 người, lên phòng cao kiên ăn cầu nguyện 10 ngày. Và tôi tin rằng tại đó, ông xưng nhận tội chối Chúa, phải không ạ? Ông đã từng nói với Chúa, Chúa đã nói với ông trên bờ biển Tiberias 3 lần, người yêu ta chăng, phải không ạ? Tại sao Chúa hỏi ông đến 3 lần? Bởi vì Chúa nhắc ông rằng 3 lần con chối ta là 3 lần tương ứng với con không có tình yêu với ta. Khi những người bạn yêu nhau không bao giờ phản bạn, phải không? Khi những người vợ chồng yêu nhau cũng không bao giờ họ tìm người thứ ba, phải không? Và tình yêu thứ ba mà Chúa hỏi ông đó tình yêu agape, tình yêu mặc dầu. Amen. Dầu ta có như thế nào con có còn yêu ta không? Dầu ta đưa con vào những hoạn nạn có còn yêu ta không? Dầu ta đưa con vào những sự thử thách, dầu ta không nhận lời cầu nguyện của con có còn yêu ta không? Phi-e-rơ nhột lắm. Vì Chúa hỏi ông đến 3 lần, phải không ạ? Người Việt Nam mình có một câu là quá tam ba bận, phải không ạ? Cái này Chúa hỏi ông 3 lần, ông nhột lắm em. Ông tự ái, ông sĩ diện lắm. Và cái thánh nói ông rất buồn. Nhưng mà ông bắt đầu ông thấm. Và chúng ta thấy gì? Ông nói dạ thưa Chúa, Chúa biết rằng con yêu Chúa. Và chúng ta thấy Phi-e-rơ cũng bắt đầu được tự do. Nhưng Phao-lô, Phi-e-rơ, sứ đồ Giăng và những sứ đồ khác, và những tôi tớ hiện đại ngày hôm nay, đặc biệt đó em, trong thời kỳ hiện đại đặc biệt ngày hôm nay, họ được xuất dầu. Anh em hãy nhớ một điều rằng họ đều đi qua những cái bài mà tôi em phải đi hết. Không có một người nào tự nhiên đất chui lên và trở thành người nổi tiếng cả. Không có một người nào sau giấc ngủ ngon và trở thành một người được xuất dầu đặc biệt cho phúc âm của Chúa. Không, và mãi mãi là không anh em. Tất cả đều đi qua cái bài mà tôi và anh em phải đi. Ta có nghe chữ amen. Nhưng mà xác thịt của tôi và anh em thì lại không thích điều này. Chúng ta luôn luôn nóng vội, phải không ạ? Chúng ta muốn cái gì nó phải xảy ra liền liền như cái búng tay. Chúng ta luôn luôn muốn Chúa sau một giấc ngủ chỉ con trở thành người nổi tiếng. Chúa sau khi con lấy vợ, Chúa con trở thành một người đầy dậy sự sức giàu. Sức đầu do không thấy, thấy tóc vai lù sự bù hết vì bị búa roi đi quyền. Tất cả, tôi nói lại trong danh của Chúa Giê-xu là tất cả các tôi tớ của Chúa, tất cả những trong Kinh Thánh các tôi tớ Chúa bây giờ, có một sư Ri-hạc-bôn kia, ông
đi qua những giai đoạn em ơi. Có mục sư David Cho cũng vậy. Ông là người nổi tiếng tại Hàn Quốc. Đến Hàn Quốc chúng ta hỏi mục sư David Cho ai cũng biết. Ông đã từng giảng chỉ có 5 người thôi trong một cái túp lều. Nhưng mà ông được, ông biết Chúa kêu gọi ông và ông đi qua nhiều giai đoạn khó khăn. Ông ở khu ổ chuột, xe đạp không có đi, cái bàn làm việc không có. Tôi thấy tối hôm kia anh em học giáo lý là phải mỗi anh em xách một cái bàn. Tôi chợt nói rằng wow, Chúa ơi, anh em con thật là dễ thương. Anh em con ai nấy cũng sắm cho mình một cái bàn và vào lớp học rất là giống như trẻ em mầm non vậy đó. Tôi biết giáo viên tốt hôm đó có cho học viên gì hoa hồng là đạt bé khỏe bé ngoan gì đó hả. Và tôi nghĩ rằng đời sống của một sư David Cho lúc ấy không được như chúng ta bây giờ. Chúng ta biết gì không, ông ước ao có một chiếc xe, ông ước ao có một cái bàn làm việc và Chúa đã cho ông một cách rất là lạ lùng. Và từ hội thánh bắt đầu từ 5 người thôi, mà chúng ta biết vào năm 1984, 1985 gì đó thì hội thánh của ông nhóm 2 suất trong một ngày chủ nhật và mỗi suất là 10,000+ người. Anh em ai cũng phải đi qua những bước thử nghiệm, phải không? Dầu của Chúa rất là quý anh em, Thánh Linh của Đức Chúa Trời rất là quý em ạ. Cho nên không dễ để ta nhận được Ngài những điều ta mong đợi đâu, nếu tôi và anh em không sẵn lòng bước đi theo Đức Thánh Linh em ạ. Phaolô, ông ta là một người không có mặt trong ngày lễ ngũ tuần nha. Anh em hãy để ý, Phaolô là một người không có mặt trong ngày lễ ngũ tuần, nhưng rất đặc biệt, đó là ông viết về Đức Thánh Linh rất nhiều trong các thư tín. Hơn cả Phi-rơ là một người trong ngày lễ ngũ tuần. Amen không anh tính. Phi-rơ là một người chẳng trong ngày lễ ngũ tuần, cho tôi nghe chưa? Amen. Ba là người tin nhận Chúa. Nhưng Phi-rơ không có nói nhiều về Đức Thánh Linh. Ông có nói mà ít lắm. Nhưng đặc biệt sứ đồ Phao-lô không có mặt trong ngày lễ ngũ tuần. Ông không có mặt trong ngày lễ ngũ tuần. Ông được một môn đồ thôi tên là Ananias đặt tay trên ông khi ông kiêng ăn kiêng uống 3 ngày. Hỡi anh Ananias, Đức Chúa Giêsu đã hiện ra trên con đường anh đến đây, sao tôi đến để cầu nguyện cho anh, để đây dạy đức tin, amen, và để được chữa lành. Thế thôi. Và chúng ta thấy bắt đầu ông trở thành một con người sống với đức tin, bước theo đức tin, amen. Và ông đã nói những lời mà chúng ta đã nghe quá nhiều rồi trong Philip. Ông nói gì? Vì cứ đấng Christ mà tôi từ bỏ hết mọi điều, phải không ạ? Tôi coi mọi sự lời như là lỗ, anh em thấy không? Hầu cho tôi được đấng Christ. Anh em, chúng ta muốn có đấng Christ, tôi tin rằng chúng ta có Chúa Giêsu. Nhưng mà danh hiệu của Chúa Giêsu còn có một danh hiệu nữa, đó là đấng Christ, đấng chịu sức dầu. Cho tôi nghe chữ amen. Để những người hầu Chúa có đấng Christ, một đấng chịu sức dầu ở trong họ, để họ giảng trong sự bùng nổ của phúc âm, họ nhận những sự mặc khải của lời Đức Chúa Trời, thì tôi đang cần phải trả nhiều cái giá lắm. Amen. Để một người hướng dẫn được thờ phượng Chúa và sự thờ phượng đem lại phước hạnh cho những người tham gia buổi thờ phượng hôm ấy, cần phải trả giá rất nhiều các bạn. Thờ phượng không phải là đánh đờn, thờ phượng không phải là hát, thờ phượng không phải là những hiệu ứng của âm thanh, của ánh sáng. Amen. Thờ phượng nó không đến từ âm thanh hay, nhưng nó đến từ một tấm lòng chân thật khát khao Chúa. Và sứ đồ Phao-lô, ông đã được tự do và ông quyết định bước đi theo Đức Linh. Cho nên ông mới kêu gọi hội thánh của Chúa tại Galati. Amen. Anh em đã được tự do rồi, nhưng chớ lấy sự tự do đó ăn ở theo tánh xác thịt. Và sau đó ông kêu gọi mọi người rằng nếu được tự do mà không bước đi theo Thánh Linh thì coi chừng chúng ta trở lại với cái kiếp là nô lệ cho những điều chúng ta đã được giải cứu. Amen. Và sáng nay chúng ta đi tiếp cái phần của cái bài số 2, đó là quyền lực của xác thịt.
Tôi không biết sáng nay anh em vào lớp chúng ta có đã làm bài tập chưa? Bao nhiêu người đã làm bài tập rồi ạ? Bao nhiêu người đã làm bài tập rồi ạ? Xin vui lòng giơ tay ạ, giơ vào để nguyện cầu. Cảm ơn Chúa Cường, anh Hà, và còn một số anh em thầy Sơn chưa làm bài tập. Thầy Hưng, thầy đến bài tập thầy cho tôi xem nào. Tôi phải chiếu cố những nhân sự. Không bước đi theo vợ mệt lắm. Xác thịt có yêu thích đá banh. Oh man. Thì trong này không có ghi là cái gì tên nữa. Thế Linh có muốn đá banh không? Rồi xác thịt thì yêu thích hoa lan nữa. Ôi trời Chúa ơi, chuyện này lạ tiếng nha. Thế thì Thánh Linh là đấng cũng đã dựng nên hoa lan, thế là điều này như thế nào nhỉ? Ok, chúng ta nhìn thấy nè, sáng nay chúng ta tiếp tục đi cái phần hai nhỏ trong bài số 2 để chúng ta nhìn thấy một điều mà chúng ta phải biết nghiêm túc và xử lý bản ngã xác thịt của chúng ta. Một lần nữa tôi xin nhắc lại, xác thịt có những điều ước muốn phải không ạ? Nó ước muốn tôi nên nó thèm tôi lắm, nó muốn tôi sống cho nhục dục. Amen. Nó muốn tôi dân dâm, nó muốn tôi ô uế, nó muốn tôi luôn tuồng phải không? Nó muốn tôi thờ hình tượng. Thần tượng đây không có nghĩa là ngẫu tượng như thần tượng thế gian này, nhưng mà cái gì chúng ta dành nhiều thời gian cho nó hơn Chúa, đó là thần tượng. Cái gì mà chúng ta không từ bỏ nó được là thần tượng với chúng ta. Anh em hiểu điều tôi nói không? Nó muốn tôi say xỉn, nó muốn tôi uống rượu, nó muốn tôi nhậu, nó muốn tôi ăn uống, mê ăn uống. Nó muốn tôi chơi bời. Và sao vậy em? Bởi vì khi mà tôi dính vào những điều này thì tôi không còn được Chúa dùng nữa. Anh em hiểu điều tôi nói không? Vì tôi là cái bình bằng đất ở trong nhà của Chúa. Amen. Là cái bình quý trọng, cái bình ở trong sự thánh khiết, cái bình giữ mình trong sự cần Chúa, yêu Chúa. Amen. Như Phaolô khuyên Timôthê, ở trong nhà có những cái bình bằng vàng, có những cái bình bằng bạc, có những bình bằng đất. Thứ thì dùng cho những việc sang trọng, thứ thì dùng cho những việc hèn hay là bình thường. Nhưng ai giữ mình khỏi những điều ô uế thì trở thành cái bình đáng trọng, sẵn để Đức Chúa Trời dùng cho con, dùng con người đó cho phúc âm của Ngài. Amen. Hallelujah. Cho nên em hãy biết để đi theo Thánh Linh, thì em hãy biết Thánh Linh có những điều ước muốn. Ngài rất muốn chúng ta cầu nguyện. Xác thịt thì không muốn chúng ta cầu nguyện. Chúa Giêsu đã từng nói gì? Tâm thần thì muốn lắm, xác thịt thì yếu đuối. Khi nói về sự cầu nguyện, ai cũng muốn mình trở thành có người cầu nguyện. Amen. Khi ta nghe ai đó làm chứng sự cầu nguyện, họ được chữa lành, họ được giải cứu, họ được ơn trước mặt nhiều người, chúng ta thêm trở thành con người của sự cầu nguyện. Tôi đánh giá rất là cao điều này. Nhưng sau khi bước ra khỏi phòng cầu nguyện, bước ra khỏi phòng nhóm, xác thịt chúng ta nó bàn liền. Các bạn không? Đôi khi chúng ta nghe người ta nó thức cánh cầu nguyện. Một hội thánh ở tại Bắc Hàn, đất nước Bắc Hàn là một đất nước mà khó khăn mọi bề. Còn đối với Cơ Đốc giáo cũng bị bắt bớ kinh khủng cho đến tận ngày hôm nay. Nhưng mà có những mục sư can đảm lắm anh em. Họ cầu nguyện cho sự thống nhất giữa Nam Hàn và Bắc Hàn. Và cái giá họ trả đó cho người đã bị giết chết. Nhưng người này nằm xuống, người khác chú giấy lên. Và ta biết họ tổ chức những cái đêm cầu nguyện từ 10 giờ sáng, từ 10 giờ tối đến 3 giờ sáng. Giữa một đất nước khó khăn, bắt bớ phúc âm của Chúa, nhưng các lực lớn của Chúa đã giấy mình lên và tổ chức những cái buổi cầu nguyện từ 10 giờ đêm cho đến 3 giờ sáng.
và nhiều người đến đó, nhiều thanh niên, nhiều người lớn tuổi, nhiều người trung niên, nhiều người đang đi làm, họ sẵn sàng đến từ 10 giờ tối đến 4 giờ, 3 giờ sáng, họ cầu nguyện xong, họ có thể ngủ 1 tiếng, 2 tiếng, thức dậy đi làm. Nhưng mà khi ta nghe điều này, chúng ta nói gì? Ước ao gì con cũng muốn như vậy. Nhưng bước ra khỏi phòng cầu nguyện, thế là nó bàn ta liền, thôi bây giờ làm gói mì tôm đi, mình úp hai gói vô một, hai chấm. Mình rủ anh Hòa xuống nữa. Xin lỗi anh em rằng nếu mà chúng ta đã vô một chấm, hai chấm rồi thì đừng có nói cái chuyện thức canh cầu nguyện. Amen. Amen. Đừng có nói cái chuyện mà nó đã úp một chấm, hai chấm gói mì tôm rồi mà nó đi, ô bây giờ con ước ao cầu nguyện. Đúng, ước ao có thể ước ao. Vừa quỳ gối lên úp mặt xuống dưới sàn, nó hình thức thì được lắm, nhưng mà chút xíu âm thanh lạ phát hiện chứ không phải là tiếng lạ, là bắt đầu anh em thấy, cho nên anh em yêu dấu của tôi, chúng ta phải biết Thánh Linh có những điều ước muốn. Ngài muốn ta cầu nguyện, Ngài muốn chúng ta sống vâng lời Chúa, Ngài muốn ta yêu Đức Chúa Trời, amen. Ngài muốn ta yêu thương nhau, hallelujah. Ngài muốn chúng ta hòa thuận với nhau, Ngài muốn chúng ta sống trang hòa với nhau. Đó điều Chúa muốn. Nhưng mà xác thực thì nó điều ngược lại. Khi nào tôi thấy thầy Hưng Biên còn ngắn lắm, anh em nắm tâm nghiêm túc đó, thì tôi nghĩ rằng cả 10 tờ giấy đôi đó đều song hành với nhau. Amen. Nếu chúng ta nghiêm túc ngồi xuống viết, chúng ta thấy cuộc đời của chúng ta, anh em là những người giống Phao-lô, đã từng sống những ngày tháng trong xác thịt, đúng không ạ? Điều thứ hai tôi muốn nói, xác thịt không đó, không phải nói về cái xác thịt này, mà nhéo ta nhéo vào nó đâu, không phải, không phải nói về thân thể này, nhưng xác thịt là nói về bản chất tội lỗi ở trong mỗi một con người. Anh em hãy làm ơn nhớ tôi điều này, bản chất tội lỗi. Và tôi đưa ra một điều này để anh em thấy ngay, khi nói về bản chất tội lỗi ở trong con người, ngày qua chúng ta cũng đã thấy đó, là chúng ta đều thừa nhận rằng xu hướng muốn phạm tội, xu hướng muốn sống theo xác thịt, nó vẫn lúc ẩn lúc hiện trong mỗi đời sống của tôi và anh em, đúng không? Bao nhiêu người thừa nhận nào? Nó lúc ẩn lúc hiện, lúc ẩn lúc hiện, từ trong tư tưởng của chúng ta luôn, phải không anh em? Có phải không anh em? À, từ trong cái nhìn của chúng ta luôn, có phải không anh em? Cho nên khi nói về xác thịt mà Phao-lô nói trong Galati, thì anh em hãy nhớ giùm tôi là Phao-lô đang nói về bản chất tội lỗi. Amen. Thánh Linh có những điều ước muốn, còn bản chất tội lỗi nó có những điều chống lại Đức Thánh Linh. Hai bên trái nhau giường ấy, chúng ta để giùm tôi câu 17. Hai bên trái nhau giường ấy, chúng ta đọc tiếp phần cuối câu. Nên anh em không làm được điều mình muốn làm. Anh em để ý nè, hai bên trái nhau giường ấy, bản chất tội lỗi có quyền lực. Ngày qua tôi đã giải thích, và lần vừa rồi tôi ra thì tôi gặp những tôi tớ của chú tại phía Bắc, đặc biệt một sư Đinh Đồng Chiến, tôi có thông công với ông, là có những học viên, rồi có những người phục vụ Chúa lâu, tại sao bỗng dưng thất bại? Tại sao? Bởi vì Kinh Thánh ngày qua tôi đã nói, một chút men làm dậy cả đống bột. Men đó là hình ảnh tội lỗi. Chỉ cần một chút xíu tội lỗi thôi. Như tôi đã nói rằng có một anh em nhân sự nói với tôi rằng là con đã ra khỏi trung tâm rồi, nhưng mà những anh em khác thì nói với con rằng là tại sao bạn ra khỏi trung tâm rồi bạn vẫn còn sống nội quy của trung tâm? Có là giờ rất là chuẩn, về rồi, nhưng mà giờ con vẫn dậy từ 5 giờ, 5 giờ 15 con dậy, con vẫn đọc Kinh Thánh. Chủ nhật con vẫn đi nhóm, tối những buổi nhóm của Hội Thánh con vẫn tham gia. Và anh em nói con tại sao vậy? Tại sao vậy? Và con trả lời rằng họ mỉa mai con lắm bố ạ. Nhưng con trả lời với họ rằng nếu tôi không có kỷ luật thì tôi đã ngã lại giống như anh em rồi. Có những anh em về
Cho đến ngày hôm nay 6, 7, 5, 10 năm họ không chơi ma túy, nhưng thuốc lào, thuốc lá họ vẫn hút. Có những anh em bỏ được ma túy nhưng không bỏ được cờ bạc và tiếp tục làm khốn khổ gia đình. Tại sao vậy anh em? Chúng ta phải tìm được nguyên nhân này. Là tại cái chỗ, cái hậu quả cái vấn đề này anh em này. Đó là nên anh em không làm được điều mình muốn làm. Bao nhiêu người trong chúng ta muốn trở thành một người tốt, nhưng mà chúng ta thấy đi, nó không xảy ra. Anh em như tôi thường nói là ở đây, chưa nói chúng ta là người nào cả. Ở đây chúng ta chưa chứng minh là người đắc thắng đâu. Dù có những anh em không hút thuốc lào, không hút thuốc lá, không phạm sai lầm, sống đắc thắng, sống tăng trưởng mỗi ngày, nhưng tôi vẫn nói với em rằng anh em chưa chứng minh được mình là ai đâu. Cho đến khi chúng ta trở lại với cộng đồng của xã hội em em, cho đến khi ta về lại với thế gian, lúc đó chúng ta mới biết rằng mình mạnh hay yếu. Mình thật sự đã được tự do, mình thật sự bước đi theo Thánh Linh, hay là mình sống theo xác thịt, biết rất rõ luôn. Do vậy môi trường ở đây là môi trường để rèn tập tôi và anh chị em. Đây giống như là những tháng quân trường phải không ạ? Đây là nơi được đào tạo, nơi được huấn luyện, nơi là nơi mà nhiều người được nhắc nhở, đây là nơi mà tiếng cảnh đánh thức chúng ta dậy mỗi buổi sáng. Amen. Amen. Đây là nơi mà nhiều người có thể xử lý khi chúng ta không thực sự sống nghiêm túc. Họ góp ý, họ xây dựng, họ nhắc nhở chúng ta, đôi khi ta bực mình lắm. Nhưng đánh những điều đó nó giúp tôi và anh em hoàn thành được mục tiêu. Amen. Cho nên để ý giùm tôi, Thánh Linh có những điều ưa muốn trái với của xác thịt. Hai bên trái nhau giường ấy, nên anh em không làm được điều mình muốn làm. Như vậy chúng ta thấy xác thịt là bản chất tội lỗi phải không ạ? Bây giờ chúng ta đến Roma đoạn 7. Và tôi xin đọc bắt đầu từ câu 14 trở đi. Anh em theo dõi nha, anh nhìn vào kinh thánh của anh em. Roma đoạn 7 câu 14 trở đi. Vả chúng ta biết luật pháp là thiêng liêng, nhưng tôi là tánh xác thịt đã bị bán cho tội lỗi. Anh em để ý dùm điều này. Tôi là tánh xác thịt đã bị bán cho tội lỗi. Bán lúc nào vậy? Đó là lúc mà Adam quyết định phạm tội, Eva quyết định phạm tội. Amen. Amen. Vì cái đó mà chúng ta có tội tổ tông phải không ạ? Có nguyên tội và có kỷ tội phải không ạ? Amen không ạ? Anh em, một em bé đang còn nằm ở trong bụng mẹ có một ngày tuổi thôi. Có một ngày tuổi thôi. Đối với y khoa rằng một ngày tuổi chưa phải là hình hài, chưa phải là con người. Nhưng đối với Kinh Thánh, một ngày tuổi quỷ đậu thai, một ngày tuổi trứng và tinh trùng thụ với nhau thì đã có sự sống. Amen. Mà khi đã có sự sống thì đã có một sinh linh ở trong bụng của người nữ. Cho nên thế gian ngày hôm nay họ cứ nghĩ một ngày tuổi phá không sao, 7 ngày, 15 ngày, 1 tháng, 2 tháng phá không sao. Vì họ nói rằng đó chỉ là mới là cái phôi thôi. Nhưng họ đã hiểu lầm rồi. Đã có sự sống ở trong đó. Và khi mình giết sự sống là mình phạm tội giết người. Và sứ đồ Phaolô nói gì? Ông là tánh xác thịt bị bán cho tội lỗi. Mà câu 13 nói gì? Câu 15: vì tôi không hiểu điều mình làm. Anh em để ý nha. Vì tôi không hiểu mình điều mình làm. Có bao nhiêu người đang tìm được gốc rễ rằng tại sao mình trở thành cái người nghiện ma túy không? Bao nhiêu người ở đây tìm ra được gốc rễ là tại sao như anh mình ở đâu cái vùng đồng bào sắc tộc vậy đó, người dân tộc đó, mà cũng biết về chắc cái thích lão. Chúng ta nhìn thấy đồng bào tiên ở cái chỗ mà rừng cao su không, trước đây làm gì có chuyện sắm chỗ. Bây giờ nước da của họ đã màu đen rồi, họ cũng sắm màu đen. Tôi nhìn tôi không biết họ sắm cái chi luôn. Phô nói gì? Vì tôi không hiểu điều mình làm. Rồi gì nữa anh em? Tôi chẳng làm điều mình muốn. Anh để ý này rồi. Tôi chẳng
làm điều mình muốn. Anh em, chúng ta biết điều thiện chúng ta không muốn làm. Chúng ta biết cơ bạc sẽ đem lại sự đau đớn cho gia đình của mình, nhưng mình không muốn làm cái điều tốt. Mình vẫn muốn cá độ, mình vẫn muốn cơ bạc, mình vẫn muốn lô đề, mình vẫn muốn làm những cái điều mà xác thực bị bán cho tội lỗi. Bản chất tội lỗi nó cai trị chúng ta. Tôi vẫn nói anh em điều, một điều rằng bỏ ma túy nó còn dễ hơn bỏ về cờ bạc bóng bánh. Tôi khẳng định với anh điều này. Bỏ ma túy nó dễ hơn là bỏ lô đề và đá gà, cá độ. Và những cái này mình rơi vào tình huống này, chúng ta phải nhìn thấy cái bản chất tội lỗi của mình nha. Không đơn giản đâu anh em, không đơn giản đâu, không đơn giản. Ngày mai chúng ta sẽ học tiếp, chúng ta sẽ nhìn thấy rằng là tại sao Phaolô nói rằng là những công việc của xác thịt là rõ ràng lắm, những việc làm là những việc làm của xác thịt là rõ ràng lắm. Còn nói đến thánh linh thì nói gì? Ông dùng bông trái của thánh linh phải không ạ? Anh phải hiểu được một sự mầu nhiệm ở chỗ này. Ngày mai chúng ta sẽ học em này. Mầu nhiệm đó anh em. Ông nói về xác thịt, ông nói là công việc. Mà ông nói đụng đến thánh linh, ông nói là cái bông trái em này. Hai này có sự mầu nhiệm khác nhau một trời một vực anh em. Chứ chúng ta nhìn thấy Phaolô nói tiếp. Tôi chẳng làm điều mình muốn, nhưng làm điều mình ghét. Lạ không? Rồi gì nữa? Xong nếu tôi làm điều mình chẳng muốn, thì bữa đó tôi nhận biết luật pháp là tốt lành. Bây giờ chẳng phải tôi làm điều đó nữa, nhưng ấy là... Nhưng ấy là... Nhưng ấy là... Vâng, tội lỗi ở trong tôi. Anh em, đừng đánh mất tập trung. Đó là xác thịt là bản chất tội lỗi phải không ạ? Amen. Khi ông nói ông bị bán cho tội lỗi của gì, ông ở dưới quyền cai trị của tội lỗi. Tôi nghe chị amen. Tôi nghe chị amen. Khi cái đồng hồ này nó nằm ở trong shop thì nó là thuộc quyền sở hữu của cái người bán đồng hồ. Những khi hai vợ chồng con gái của tôi mua tặng chúng tôi trong cái ngày lễ Father Day, thì khi mà con gái mua, con rể mua, thì nó thuộc quyền sở hữu con gái amen. Nhưng bây giờ hai con tặng cho tôi thì nó là sở của tôi. Nó không phải là sở của con gái của tôi nữa. Anh hiểu điều này không ạ? Cho nên khi Hải Hà Nội bị bán cho tội lỗi từ trong bụng mẹ, thì con đã ở dưới quyền của nó từ trong bụng mẹ. Là vì nói gì? Mẹ tôi đã hoài thai tôi trong tội lỗi. Tội lỗi. Bố nói như này, con đừng gọi về cho mẹ tối nay. Nói mẹ, tại mẹ nha. Đừng. Kinh Thánh dùng điều này để nói về gốc rễ của sự sa ngã. Amen. Amen. Và chúng ta đi tiếp tới điều gì? Phaolô, ông nói rằng là ông phát hiện tội lỗi ở trong ông. Tội lỗi ở trong ông. Bản chất xác thịt, bản chất tội lỗi ở trong ông. Chúng ta thấy bao nhiêu người ở đây mà nếu chúng ta có cơ hội đó, chúng ta thấy rằng là xu hướng chúng ta rất thích phạm tội nào. Giống như Tri Ân ở bao nhiêu năm rồi mà họ thuốc lá có hút mà. Anh em, chúng ta phải biết cái bản chất này. Nó ghê lắm anh em. Nó ghê lắm. Nếu chúng ta không cẩn thận, một ngày nào đó chúng ta thấy chính cái bản chất này như những con trùng nhỏ, nó phá hại cả cuộc đời của tôi và anh em. Có một câu chuyện kể rất là vui. Đó là đoàn tùy tùng họ vượt sa mạc, vượt nhiều chặng ngày như vậy. Đêm đó thì họ dừng chân lại một cái hốc đảo. Và ban đêm thì giữa sa mạc nó lạnh lắm, nhiệt độ có thể xuống âm độ C. Ban ngày thì nóng không gì bằng, ban đêm rất là lạnh. Và người ta biết gì, đêm đó người chủ bắt đầu căng lều lên nằm. Con lạc đà ở ngoài, đây là chuyện buồn, đây là chuyện buồn ngon thôi. À, nó nói gì, ông chủ ơi, ông chủ có thương tôi không? Anh em, xác thịt có nhiều khi nó có những cái tiếng nói mà làm chúng ta không bỏ được.
đó là những cái tiếng nói về cảm xúc của nó, phải không ạ? Giống như ngày qua đó, bây giờ chẳng lẽ đi theo Đức Thánh Linh, anh bỏ em xa? À, anh đi với Đức Thánh Linh hả? Anh đi bao lâu? Mình trả lời dạ, anh quyết định rồi, tao quyết định tao đi suốt cuộc đời này. Anh ơi đừng, cái đó để cho một sư sĩ, còn anh lâu lâu anh phải cá độ chút chứ. Anh mới biết rằng là nó hồi hộp như thế nào, nó rạo rực trong người thế nào. Tụi ta nói gì? Quyết định rồi, lần này là tao quyết định rồi nha, xác thịt. Bản chất lộ tao từ biệt mày. Mình mở một bữa tiệc, mình mời tất cả anh em nữa. Bữa tiệc ngày hôm nay tôi chứng minh cho anh biết là ngày mai là quyết định luôn. À, bắt đầu đến nói gì? Sao uổng vậy? Còn kia làm thêm mát nữa đi. Cho nó hết đi rồi đi chứ. Chi mà chưa còn mà. Đúng không? Rồi đến khi hết. Xác thịt nó đưa một người đến. Nên nè. Trời không? Mình là lúc đó mình quên mất Đức Linh rồi, mình nghĩ rằng buồn ngủ gặp chiếu banh. Đang ngáp ngáp mà có một đứa đến xè ra. Thì kịp đâu mà ngợi, ngợi đâu mà nghĩ, phải không ạ? À? Thông có bà cảm nó chết rồi. Và lúc đó, anh em thấy, chúng ta trực trừng ngay lập tức. Và con lạc đà, nó nói là ông chủ ơi, nó khốn lắm. Ông có thương tôi không? Ông chủ nói tao có thương mày chứ sao không thương? Mày là cái con vật mà chở tao đi từ ngày này qua ngày kia, bao nhiêu năm, bao nhiêu tháng mày đi đồng hành với tao qua sa mạc, mày chở tao đi đây đó mà sao lại không thương? Cái có thật vậy không ông chủ? Anh em biết rằng Đức Thánh Linh mới với chúng ta, còn bản chất xác thịt nó giống như con lạc đà đã ở với chúng ta bao nhiêu năm rồi? Năm nay có bao nhiêu tuổi? 42 năm còn sống chết với cái bản chất đó. Anh Hà làm đi bao nhiêu tuổi nha? 75. Hả? 75. À, 75 năm sống với bản chất. Xác thực. Tôi 57 tuổi, 57 năm trừ 32 năm trước. À, nhưng đến ngày hôm nay tôi vẫn biết rằng có nhiều khi nếu tôi không xử lý nó xuất hiện. Anh em hiểu điều này không? Anh em hiểu điều này không? Nó không đơn giản đâu nha anh em. Cho nên Đức Thánh Linh rất là quan trọng của chúng ta. Đức Thánh Linh tôi mới biết ngày 32 năm nay, phải không ạ? Như vậy cái tiến trình đã vẫn là 30 năm, phải không? Từ trong bụng mẹ, xác thịt nó ở trong tôi, bản chất tội lỗi ở trong tôi. Có phải như vậy không anh em? Có phải như vậy không anh em? Và điều gì xảy ra nữa? Thế thì nói với người chủ nè, ok, nếu mà ông thương tôi đó thì tại sao ông ở trong lều nó ấm, còn tôi ở ngoài, tôi chở ông đi mà ông để tôi lạnh như vậy, sao tôi chịu nổi? Rồi ngày mai làm sao tôi khỏe, tôi chở ông đi. Thế ông chủ nói cũng có lý, thôi mình cho nó đưa hai cái chân vào. À, thế ông chủ nói được rồi, mày đưa hai cái chân trước vào để cho ấm là được rồi nha. Thế là nó nằm sọt hai cái chân vào cái lều của ông. Thế nói gì, ông chủ ơi, chỉ có hai cái chân ấm, còn nếu mà cái đầu của tôi nó bị cảm thì ngày mai sao tôi chở ông đi. Ông chủ nó cũng có lý, thôi mà chui luôn cái đầu vô trong cái lều luôn đi. Thế là nó chui cái đầu vô xong, anh em biết gì, nó đứng lên một phát á, nó trở người một phát cái lều banh làm ông chủ cái cống giữa sa mạc. Đây là câu chuyện ngụ ngôn nhưng có bài học cho tôi và anh em. Đôi khi chúng ta chiều cái xác thịt này, bao nhiêu người thừa nhận là chúng ta đã từng chiều chuộng nó, bao nhiêu người thừa nhận rằng chúng ta đã từng chăm chú nó. Ngay cả khi xe cần xa, nó cuốn cần xa phải cuốn sao cho nó đẹp. Vô lý chưa? Đốt nó cháy mà cuốn phải cho đẹp, có phải không? Rồi hút heroin để cái giấy bạc đó phải cuốn vô hút như thế nào, để cái khói nó chạy như thế nào. Vô lý chưa? Rồi hút đá phải mua cống như thế nào, cống hoa văn thế nào. Chúng ta chăm chút cho cái sách, phục vụ cho cái bản chất tội lỗi này. Trong khi người nhà của chúng ta, con mình không có gì ăn, vợ mình không có gì áo quần để mặc, mà mình tất cả mọi cái dồn vào cái bản chất tội lỗi,
ở trong tôi và anh em. Chúng ta thấy Phaolô nói gì? Cho nên anh em không làm được điều mình muốn làm. Chúng ta muốn sống tốt, không sống được. Chúng ta muốn sống đắc thắng, chúng ta không sống được. Amen. Chúng ta muốn thành công, không được. Tôi không nói là anh em không có ước mơ. Anh em có ước mơ. Nhưng tại sao ước mơ đó vẫn chưa ứng nghiệm? Bởi vì Chúa vẫn nhìn thấy chúng ta chiêu chuộng cái xác thịt này quá nhiều. Chăm chú làm đẹp cái bản chất tội lỗi, chứ tôi không nói về cách ăn mặc nha. Amen. Tôi không nói về cách ăn mặc, nhưng tôi nói về chăm chú về cái bản chất tội lỗi. Đôi khi ai đó góp ý cho chúng ta về bản chất tội lỗi, chúng ta giận vì nó đau. Vì nó đau. 3.000 người tin Chúa trong ngày lễ ngũ tuần đó, họ như kim đâm vào lòng của họ, phải không ạ? Họ bị Đức Thánh cao chất. Họ la lên rằng: anh em ơi, tôi phải làm gì để được cứu? Họ biết rằng bản chất tội lỗi ở trong họ. Amen. Bản chất đó đã hối rằng đóng binh hắn trên cây thập tự trước ngày lễ ngũ tuần, phải không anh em? Trong sảnh đường Phi Lạc. Và nhiều người bị cáo trách. Đó là họ không muốn giết Chúa Giêsu đâu, mà họ biết Chúa Giêsu vô tội. Amen. Chúa Giêsu đấng chữa lành, Chúa Giêsu đấng giải cứu, Chúa Giêsu hóa bánh cho người đói ăn. Amen. Chúa Giêsu không làm việc dữ nào cả. Nhưng bản chất hận thù, ghen ghét, hùa theo đám đông, phải không? Đã lên án Chúa Giêsu, đóng đinh hắn trên cây thập tự. Và trong bài giảng đó, Phi-rơ đã nêu ra điều này. Họ bị cáo trách: anh em ơi, chúng tôi phải làm chi để được cứu? Anh em yêu dấu của tôi, hãy lắng nghe điều này. Hãy để ý về bản chất tội lỗi ở trong tôi và anh em. Khi Chúa cứu một con người, Chúa không tắt bản chất đó ra khỏi đời sống của tôi và anh em đâu. Amen. Vẫn còn bao lâu chúng ta còn sống trong cái xác thịt này, bấy lâu chúng ta sống trong cái bản chất đó. Amen. Nhưng nếu chúng ta nhờ Thánh Linh, chúng ta được giải cứu ra khỏi những luật cai trị của bản chất tội lỗi đó. Amen. Amen. Như tôi trước đây, anh em, tôi đi từ chuồng heo đi lên, đi từ sự nghèo đó đi lên, đi từ cái túng thiếu đi lên, khốn khổ đi lên, bất hạnh đi lên. Thế anh em rằng tôi cần tiền không? Tôi cần tài chính. Nhưng đến ngày hôm nay tôi còn nói lên một điều: Chúa giải thoát tôi ra khỏi đó. Sự tham lam tiền bạc tôi không tham. Cái điều này là điều tôi phải thẳng thắn nói với anh em. Đó là tôi không tham lam tiền bạc. Cái gì của hội thánh là của hội thánh, cái gì của Chúa là của Chúa. Amen. Tôi không làm dụng được, tôi không tham nhũng được. Và Chúa đã giải thoát tôi ra khỏi đó. Và cái bản chất của tôi bây giờ nó được thay đổi mỗi ngày, cho tôi nghe chữ amen. Nó bị giết chết mỗi ngày. Và ta đi tiếp, ta nhìn thấy gì ở đây? Câu 18: và tôi biết điều lành chẳng ở trong tôi đâu. Nghĩa là trong xác thịt tôi. Anh em thấy rồi, trong cái bản chất tội lỗi không có điều tốt lành nha. Toàn là hận thù, phải không? Toàn là hơn là thua. Amen. Kiêu ngạo, phải không? Phải không ạ? Độc ác, phải không ạ? Trả đũa, phải không ạ? Tôi nhớ những ngày mình mới vào trung tâm đó. Tôi thấy mình với một anh em sáng nay đó. Mình giống như là phản ứng lại với người anh em đó. Tôi nói với mình: con à, người anh em đó bị bệnh. Mình vừa mới bước vào trung tâm mà. Mình đó nói tôi một câu gì? Nó quánh con trước. Cái bản chất tội lỗi là vậy anh em. Amen. Đó là đụng đến tôi đụng đến anh. Cho nên có những người xăm cái chữ đó gì: xin đừng đụng đến tôi để tôi không đụng đến bạn. Tôi không biết Tuấn Anh có xăm cái đó không, nhưng có người thì xăm nguyên cái lẩu để chữ lẩu thập cẩm. Và chơi tất, cái gì cũng trộn vô được hết trơn á. Anh em, Kinh Thánh Chúa nói rằng Sứ đồ Phaolô là một con người từng trải điều này. Ông gặp Chúa, ông viết những cái lời. Tôi nói không có một thánh nhân nào có thể nói được những lời này cả. Và lời của ông bộc bạch đã được gọi là Kinh Thánh. Anh em, anh em, bản chất tội lỗi trong tôi anh em không có gì tốt đâu nha. Không có gì tốt, tất cả đều có điều kiện hết.
để có hàng, để có tiền mua hàng chơi, chúng ta phải sống rất là giả hình trước bố mẹ của mình. Chúng ta nghe chị amen. Nếu có vợ, chúng ta dễ dàng đóng phim, phải không? Mình nhập vai rất là nhanh, mình đóng một vai tên là Jacob lừa đảo, tinh vi, nói rất là ngon ngọt, nói hay lắm. Sau khi vợ đáp ứng xong một cái là khoảng 10 ngày sau, nó lòi cái đuôi của chúng ta là cái đuôi lừa đảo. Không có điều tốt trong bản chất tội lỗi. Anh em tất cả đều có điều kiện hết. Tôi làm điều này tốt cho anh, tôi mong rằng anh làm điều tốt lại cho tôi, có qua có lại phải không ạ? Nhưng một người có Chúa đó không đòi hỏi. Amen. Họ ban cho mà không toan tính. Họ ban ra nhưng không bao giờ mong lấy lại. Cho tôi nói chữ amen. Ta đi tiếp. Bởi tôi có ý muốn làm điều lành nhưng không có quyền làm rõ. Vì tôi không làm điều lành mình muốn nhưng làm điều dữ mình không muốn. Ví bằng tôi làm điều mình không muốn, ấy chẳng phải là tôi làm điều đó nữa, nhưng là tội lỗi ở trong tôi vậy. Nên để ý, đây là lần thứ hai mà ông nói rằng tội lỗi ở trong ông, phải không ạ? Có phải không anh em? Và câu 21. Vậy tôi thấy có luật này trong tôi, khi tôi muốn làm điều lành thì điều dữ dính dấp theo tôi. Bao nhiêu người thừa nhận điều này có ở trong chúng ta? Đó là chúng ta muốn sống tốt, chúng ta muốn trở thành một con trai rất là tuyệt vời trong gia đình của mình. Chúng ta muốn trở thành một người chồng rất là tuyệt vời trong hôn nhân của mình. Chúng ta muốn trở thành một tín đồ rất tốt lành trong hội thánh của Chúa. Amen. Nhưng anh thấy gì? Khi ta muốn điều đó, cái điều dữ bắt đầu nó cũng bắt đầu xuất hiện, phải không ạ? Cùng một lúc nó xuất hiện để gì? Để nó níu kéo cái điều tốt lành của chúng ta xuống. Amen. Và nói gì? Đừng. Amen. Đừng. Anh em, Sứ đồ Phaolô nói. Và ông nói gì ạ? Vì theo người bề trong, tôi vẫn thấy luật pháp của Chúa Trời làm đẹp lòng. Tôi tin rằng có người bề trong của mỗi một chúng ta đều biết rằng Kinh Thánh toàn dạy chúng ta những điều tốt không ạ? Amen không hải Hà Nội. Được, Kinh Thánh có dạy con những điều tốt không? Tôi tin rằng ai trong chúng ta cũng phát hiện rằng Kinh Thánh là luật của Đức Chúa Trời, amen. Luật pháp của Chúa Trời dạy chúng ta những điều tốt này. Phaolô nói mà, vì theo người bề trong, tôi vẫn lấy luật pháp Đức Chúa Trời làm đẹp lòng. Còn bà, nhưng tôi cảm biết trong chi thể mình có một luật khác giao chiến với luật trong trí mình, bắt mình phải làm phu tù cho luật của tội lỗi, tức là luật ở trong chi thể tôi vậy, nên thấy không? Bản chất tội lỗi nó luôn luôn muốn tôi anh em làm nô lệ đó. Anh em có thấy không? Kinh Thánh yêu cha chúng ta, dạy tốt lên những điều tốt lành, nhưng tại sao bỗng dưng chúng ta sa ngã? Bởi vì ta chủ quan và cứ nghĩ rằng không sao đâu anh em. Có một cái luật nó luôn luôn tranh chiến trong tâm trí của tôi và anh em, đó là luật. Nó bắt tôi và anh em phải làm phu tù hay làm nô lệ cho luật của tội lỗi. Có phải không anh em? Trong khi đó Chúa thì kêu gọi ta đến chỗ được tự do. Còn nó thì nó bắt ta làm nô lệ lại. Cho nên Phaolô nói gì? Anh em không làm được điều mình muốn làm. Muốn trở nên con người mới cũng không được. Và nó muốn ta là làm nô lệ cho nó. Amen. Chúng ta muốn mình là một người rất là phước hạnh trong Chúa. Nhưng không. Một chỉ được một thời gian thôi. Và sau đó chúng ta là quay trở lại làm những điều phiền toái và làm những điều ảnh hưởng đến cho người khác. Chúng ta muốn mình trở thành một con người thật là một người của sự bình an cho gia đình của mình, cho cộng đồng, cho những người thân yêu của chúng ta. Nhưng được một thời gian, có thể một thời gian dài. Nhưng sau đó bỗng dưng chúng ta quay trở lại mới làm nô lệ cho những điều bất an. Chúng ta muốn mình là câu trả lời cho gia đình của mình, cho cộng đồng, cho bạn bè của mình về Chúa Cứu Thế Giê-xu. Mình có thể đi được một thời gian, nhưng một thời gian ngắn chúng ta lại quay trở lại. Nó làm nô lệ bạn bè nó gì? Ủa? Chứ bạn nó bạn theo Chúa Giê-xu bạn bỏ được rồi mà. Tại sao bây giờ bạn gọi điện, bạn nhắn tin rằng là có tiền cho vay, có hàng không cho ít, điều gì sẽ đáp ấy? Anh em thấy không? Cho nên em, chúng ta phải nhìn thấy rằng Phaolô là một nhân vật đã gặp gỡ Chúa và ông được tự do ra khỏi quyền lực của tội lỗi. Anh em,
ông nói thật những điều ở trong cuộc đời của ông. Tại biết khi những ngày mà tôi còn sống trong tội lỗi, tôi bị làm nô lệ cho nó, tôi thấy má tôi ngồi khóc đó. Lương tâm mình bị cắn rứt lắm, cắn rứt lắm. Ba tôi ăn la má, nó hư là tại em á. Ba tôi cứ nói câu là con hư tại mẹ, con hư tại mẹ. Người cha thương con cách khác, bộc lộ cách khác. Người mẹ thương con bộc lộ cách khác. Mà đa số những người mẹ chỉ biết khóc mà thôi. Má có những lúc khóc ướt mắt thành canh ở trong chén cơm anh em. Tôi nhìn thấy lòng lương tâm căng rất lắm. Và hứa với lòng rằng bỏ, không chơi bời nữa. Nhưng mà nói lúc ấy thôi, sao tiếp ngủ dậy lại tiếp tục bơi để tìm cái chơi, để thành chơi bời. Rồi có những đêm 2-3 giờ sáng, ba mẹ tôi không ngủ, chờ cửa. Và nghe tôi rón rén, mẹ tôi còn ra một cái bí mật. Đó là mẹ giả đò, má chị giả đò đóng cái cửa sau, má không khóa chốt nha con. Con về con mở nhẹ nhẹ, đừng để ba con thức giấc dậy. Tôi về đi rón rén phía sau, mở cái cửa. Nhưng ba tôi rất là tỉnh ngủ. Tôi bước vào phòng tưởng rằng mình bình an rồi. Lúc đó là gọi là chỉ cần nằm xuống là thắng thôi. Nhưng ba tôi vừa nằm xuống, ba tôi gõ cửa. Sĩ, ba muốn nói chuyện riêng với con. Ba mẹ ngồi đó nói chuyện khóc lên khóc xuống. Ba tôi đòi từ chức việc của tôi. Cha làm thầy, con đốt sách. Tôi thấy nhìn ba mẹ đau khổ quá. Hứa với ba mẹ, con hứa ngày mai con sẽ không có đi chơi nữa. Con sẽ không đi chơi với bạn bè của con nữa. Con sẽ ở nhà. Con đi. Nhưng anh biết gì không? Hứa có mặt đèn thôi. Còn ban ngày không có đèn, cho nên là tiếp tục dở cái thói lưu manh, lừa lọc ba mẹ và tiếp tục ăn chơi. Khi tôi gặp gỡ Chúa, tôi đọc những lời này, tôi nói ôi Chúa ơi, sao cái lời của Chúa nói giống như nói cho con vậy? Bao nhiêu người đọc ở chỗ này mà thấy lời của Chúa nói cho mình vậy? Con người của mình ở những câu kinh thánh này. Và ông nói gì vậy? Khi tôi muốn làm điều lành, điều dữ, dính dấp theo tôi, nhưng tôi cảm biết trong chi thể mình có một luật khác giao chiến với luật trong trí, bắt mình phải làm phu tô cho luật của tội lỗi, tức là luật ở trong chi thể tôi vậy. Và bắt đầu ông la lên này, anh thấy cái sự giải cứu của Phao-lô là chỗ này này. Và Đức Linh cũng muốn chúng ta sáng nay cũng gào lên với Chúa, khốn nạn cho tôi. Anh em, nếu ta đi với Chúa mà chúng ta không thấy quá khứ của mình là quá khốn nạn đó, thì thật là khó được giải cứu. Amen. Amen. Có bao nhiêu người ở đây đã từng nói với Chúa là con quá khốn nạn trong quá khứ của con? Có bao nhiêu người đã từng nói với gia đình của mình, ba mẹ của mình hoặc là vợ con của mình rằng ba mẹ con xin lỗi, con nhìn lại quá khứ con quá khốn nạn. Họ nói với vợ của mình anh quá khốn nạn. Anh làm toàn những cái chuyện động trời, những cái chuyện mà thật là khốn nạn quá, đã gây những cái điều đau đớn cho em và cho gia đình của chính mình. Phao-lô đã gào lên và nói rằng khốn nạn cho tôi. Và giữa cái bóng đêm cuộc đời đầy dẫy bóng đêm của sự tuyệt vọng, đầy dẫy bóng đêm của tội lỗi cai trị ông, ông la lên một tiếng xé màn đêm của cuộc đời ông: ai sẽ cứu tôi thoát khỏi thân thể hai chết này, thoát khỏi cái bản chất tội lỗi? Ai sẽ cứu? Và câu trả lời của ông gì? Cảm tạ Đức Chúa Trời, nhờ Đức Chúa Giêsu Christ là Chúa chúng ta. Anh em, sáng hôm nay chúng ta học để biết bản chất tội lỗi đã từng giết chết cuộc đời của một con người mà không phải bình thường đâu anh em. Một con người dòng Pharisee, một con người đã từng ngồi dưới chân trơn tiên tri Gamaliel để học kinh luật. Amen. Một con người ai cũng phải sợ. Và ông đã khám phá bản chất tội lỗi rất là xấu ở trong cuộc đời của ông. Và ông đã gào lên: ai sẽ cứu tôi đây? Ai sẽ cứu tôi thoát khỏi cái bản chất tội lỗi này đây? Cảm tạ Đức Chúa Trời, nhờ Chúa Giêsu Christ, Chúa chúng ta. Amen. Amen. Thế thì anh em giấu của tôi, nếu chúng ta không cẩn thận về quyền lực của xác thịt là bản chất của tội lỗi, nó có quyền lực đó anh em. Nó có quyền lực. Chúa Giêsu đã từng nói trong Giăng đoạn 8 gì?
Con thì ở trong nhà luôn, còn đầy tớ thì không ở trong nhà. Anh em hiểu câu đó không? Một đầy tớ là một người nô lệ phải không ạ? Phải ra đồng cút bẩm, làm thuê phải không ạ? Gian nắng dầm mưa phải không ạ? Điều đó diễn tả lên những cuộc đời sống trong tội lỗi. Đôi khi mình có nhà có cửa, mình cha mẹ rất là giàu có, nhưng danh phận của mình đó là một nô lệ em ơi. Sau những cuộc vui tàn, mọi người bước đi, một mình tôi về nhiều lần, mình ước mi giống như Đức Huy phải không ạ? Đôi khi trong cuộc vui ai cũng say, cũng mê, cũng đắm đuối cả. Nhưng mà rồi cuộc vui đó làm của chúng ta bị cáu trách vô cùng. Tôi tin là anh em đã từng bị như vậy. Chúng ta đi ra về mà lòng buồn thảm, tại sao cuộc đời của mình như vậy, tại sao mình phải sống như vậy. Thì sao hôm nay anh em, chúng ta được biết quyền lực của xác thịt là bản chất tội lỗi, nó cai trị trong tôi và anh em. Amen. Không ai có thể thay đổi được điều này đâu, chỉ có Chúa. Hallelujah. Amen. Chúa vẫn để cái điều đó trong đời sống của tôi và anh em để gì? Để chúng ta biết nhờ cậy Chúa, như Phao-lô đã kêu cầu danh của Ngài và ông đã được cứu. Như tôi càng đi với Chúa, tôi càng thấy bản chất tội lỗi càng được rửa sạch. Amen. Tôi càng thấy bản chất tội lỗi của trong tôi nó càng ngày nó càng được hoàn thiện hơn, mà nó càng gần ánh sáng hơn, nó gần cái tâm hơn, nó gần cái thiện hơn, nó gần những điều tốt lành hơn. Amen. Và nó thu hẹp đi cái sự xấu xa trong con người của tôi. Cái giờ này tôi kêu gọi anh em hãy nhìn để thấy. Tôi biết anh em không muốn làm điều ác, tôi biết anh em không bao giờ muốn làm điều dữ, nhưng mà anh em không có quyền làm trọn bởi vì luật tội lỗi đã cai trị trong anh em. Cho đến khi nào anh em kêu cầu danh của Chúa, Chúa giải thoát anh em ra khỏi quyền lực này, ra khỏi quyền của tội lỗi, ra khỏi bản chất này, anh em phải nhìn thấy nó vẫn còn sống trong chúng ta, đúng không ạ? Amen. Nó vẫn còn sống trong chúng ta. Giống như thấy mặt trời mọc lên, mới sáng thì hơn sáng, nhưng còn 6 giờ nếu ta ở phía nhìn mặt trời về phía biển, chúng ta thấy nó đỏ như trồng trắng, xin lỗi, trồng đỏ trên gà, nhưng không có sức nóng phải không ạ? Amen. Nhưng khi mặt trời mọc lên từng giây từng giờ, và giờ này là giờ mà chúng ta thấy sức nóng của nó cho đến 12 giờ trưa. Vì cái đó trong Châm Ngôn có một câu kinh thánh rất hay: con đường của người công bình càng sáng thêm hơn. Cho tôi nghe chưa? Amen. Con đường của người công bình càng sáng thêm hơn, càng sáng thêm hơn cho đến lúc giữa trưa. Giống như Chúa muốn ví chúng ta là càng đi với Chúa thì con người chúng ta càng sáng, sáng rực rỡ lên. Đừng đi với Chúa càng đi mà càng tối tăm, càng đi thì phải càng sáng láng, càng đi thì đi từ vinh hiển này đến sự vinh hiển khác. Cho tôi nghe chưa? Amen. Đó mới là người bước đi trong Đức Thánh Linh. Xin ta lòng đứng lên để với Chúa trong sự cầu nguyện. Tôi tin rằng Thánh Linh của Chúa giúp chúng ta hiểu lời của Chúa hôm nay. Tôi tin mỗi một chúng ta nhìn thấy sự mặc khải của sứ đồ Phao-lô đã dạy dỗ chúng ta trong Galati đoạn 5 và Roma đoạn 7 từ câu 14 đổ đi. Tất cả chúng ta đều hiểu, tôi tin điều này. Nhưng tôi vẫn kêu gọi anh em, đó là hãy biết chắc, đó là không có điều tốt lành trong bản chất tội lỗi của tôi và anh em. Vì cái đó mà lời của Thánh Kinh tuyên bố rằng chẳng có người nào làm điều lành đâu, dẫu một người cũng không. Có nhiều người làm từ thiện không phải là yêu người khác đâu, nhưng vì họ muốn lấy danh tiếng phải không ạ? Có những người làm công tác thiện nguyện, họ muốn lấy công đức, các bạn không ạ? Họ luôn nói là ở hiền gặp lành. Không anh em, vì cái đó mà Kinh Thánh nói rằng không có một người làm điều lành cả, dẫu một người cũng không. Và chúng ta là những con người quá khứ đã từng sống dày đặc trong bóng đêm của quyền lực tội lỗi. Bản chất đó, tội lỗi đó, nó kiến tạo nên tôi và anh em trở thành những con người có những cái tố chất mà không phải của Đức Thánh Linh mà của ma quỷ.
Chúng ta cầu nguyện để tiếp tục nói với Đức Thánh Linh rằng: xin giúp con, xin giúp con làm cho chết đi cái bản chất tội lỗi. Như lời của Chúa nói trong Roma đoạn 8 câu 15, đó, nếu ta nhờ Thánh Linh làm cho chết những công việc của xác thịt thì chúng ta sẽ được sống. Cho nên chúng ta nói Thánh Linh rằng: Thánh Linh, con mời Ngài, con năn nỉ Ngài, con xin Ngài giết chết cái bản chất tội lỗi trong con. Con đồng ý Chúa Thánh Linh, con mời Ngài, con năn nỉ Ngài, xin làm cho chết nó đi giờ Chúa. Những bản chất không thành thật, những bản chất nổi loạn, những bản chất không có tốt lành ở đó, xin giết nó trong đời sống của con đi Chúa. Hận thù, ghen ghét, ô uế, luống tuồng, vân vân và vân vân, xin giết chết nó trong con đi Chúa ơi, để con được thanh sạch, để con được trong sạch, để con được thay đổi như điều Chúa muốn, để con được thay đổi như bản vẽ của Ngài đã thiết kế cho cuộc đời của chúng con trong Kinh Thánh. Đó là mọi sự cũ đã qua đi, nay mọi sự đều trở nên mới. Chúa không phải chỉ giúp chúng ta bỏ được ma túy đâu anh em. Chúa muốn chúng ta bỏ nhiều điều, bỏ được nhiều điều, đắc thắng được nhiều điều. Chứ không phải chỉ ma túy đâu anh em. Từng lời nói, từng nét làm, từng suy nghĩ, từng cách sống của tôi và anh em, Chúa muốn thay đổi. Cho nên hãy nhìn bản chất xác thịt, vì nếu bao lâu chúng ta vẫn còn chiều chuộng nó, bước theo nó, đi theo cái sự dẫn dắt của nó, hay là chiều chuộng nó, thì anh em chắc chắn chúng ta không làm được điều mình muốn làm đâu. Chúng ta sẽ không làm được điều mình muốn làm đâu. Chúa xin giúp chúng con, xin giúp anh em con sao hôm nay. Xin cho mỗi một chúng con thật sự nghiêm túc với lời của Chúa hôm nay, để chúng con nhờ Thánh Linh của Chúa làm cho chết các công việc của thân xác chủ yếu của chúng con. Hallelujah, hallelujah. Tôi xin đọc lời của Chúa trong Roma đoạn 8 câu 13. Thật thế, nếu anh em sống theo xác thịt thì phải chết. Song nếu nhờ Thánh Linh làm cho chết các việc của thân thể thì anh em sẽ sống. Anh em sống bình an, sống đắc thắng, sống vui thỏa, sống trong hạnh phúc, sống trong sự vui mừng, sống trong quyền năng năng của Đức Thánh Linh, sống động trong danh của Chúa Thế Giêsu. Hallelujah. Tôi đọc lại một lần nữa. Thật thế, nếu anh em sống theo xác thịt thì phải chết. Song nếu nhờ Thánh Linh làm cho chết các việc của thân thể thì anh em sẽ sống. Hãy nhờ Thánh Linh đi anh em, làm cho chết, giết đi. Hãy nhờ Thánh Linh giết chết công việc của xác thịt. Tôi đã sống với công Thánh Linh nhiều năm và tôi đã thấy Thánh Linh rất là tuyệt vời đối với tôi. Ngài đã giúp tôi giết chết những công việc của xác thịt, nào là gian dâm, ô uế, luân tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, mê ăn uống, say sưa, vân vân và vân vân. Chúa giết chết nó trong cuộc đời của tôi. Hallelujah. Thì tôi mới được sống cho đến ngày hôm nay, và tôi vẫn tiếp tục nhờ cậy Ngài. Cho nên em hãy chọn lựa, đó là bước đi theo Thánh Linh, nhờ Đức Thánh Linh, và đừng đi theo xác thịt nữa. Hallelujah. Xin ta cùng nhau đến với Chúa và cầu nguyện. Hallelujah. Xin mời hai anh em sẽ thay mặt chúng ta trong lời cầu nguyện. Mời Khải và mời Hoàng thay mặt anh em của chúng ta dâng lời cầu nguyện, để lời của Chúa tiếp tục dẫn dắt dạy bảo cho tôi và anh em. Hallelujah. Sakaramato kutete tekeshe kataba katakara. Anh chị em thấy được sự dạy dỗ, động chạm thăm viếng từ Chúa qua bài giảng của mục sư, nhớ hãy chia sẻ video trên mạng cộng đồng cho nhiều người được biết. Chúa yêu bạn rất nhiều.